tai khẩu 3, khẩu 4, khẩu 5, khẩu 6, khẩu 7, khẩu 8, khẩu 9, khẩu 10, khẩu 11, khẩu 12, khẩu 13. Ici, exercice avec le canon 57 sans recul. Sur le terrain, les combats sont souvent rapprochés. Il faut savoir défendre une base ou une position. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sông dân đi tràn trên lò lửa hồng, mặt lạnh như đồng tùng nhìn về một xa xăm, da chan mồ hôi nhễ nhại còn mong gân tươi, ôm vết thương gì máu ta cười dưới ánh mặt trời, ta khuyên cho con ta còn tiếp tục làm người huy hoàng phải chọn là người dân ta, làm người ngang bàng kiềm mặt mày của chân ta. Ici, exercice avec le canon 57 sans recul. Sur le terrain, les combats sont souvent rapprochés. Il faut savoir défendre une base ou une position. Yeah.
sinh viên của vì Việt Nam đồng hát khúc ca quân hành đoàn sinh viên ta xiên chặt dây thân ai giao khắp cả đây những mầm trồng vui đồng hành ta đã vui hát lên dù gặp nan bao nhiêu khó khăn đoàn sinh viên ta luôn đi lên tiến tiến đi theo đoàn sinh viên học đoàn vui sâu giao khắp cả đây khúc ca thành đoàn sinh viên có vì Việt Nam đồng hát khúc ca quân hành đoàn sinh viên ta xiên chặt dây thân ai giao khắp cả đây những mầm trồng vui đồng hành ta đã vui hát lên dù gặp nan bao nhiêu khó khăn đoàn sinh viên ta luôn đi lên tiến tiến đi theo đoàn sinh viên học đoàn vui sâu gieo khắp cả đây khúc ca thành vì ta yêu nước dân dân chẳng có bao giờ nào đường dài muôn ngàn chỉ một biển người mang qua lê sau bàn chân công xiềng của thời xa xăm đôi mắt ta rực sáng theo nhịp sẽ kêu loạn xoan ta vua sẽ kêu mang dây cho bắt mọi người đủ người một đời là một người không người đủ người xa hơi đủ người qua lòng hơn trôi bước tiến ta chạm tới công xiềng và mặt nhận ra như đồng tùng nhìn về một xa xăm da chăn mồ hôi nhễ nhại còn mong gấp tươi ôm vết thương gì máu ta cười dưới ánh mặt trời ta khuyên cho con tiếp tục làm người huy hoàng phải chọn là người thân ta làm người ngang vàng kiềm mặt mày của chân ta rồi như tay gục xuống ngôi dậy hùng cường đi lên chiều khói kiêu hùng.
như đồng tùng nhìn về một xa xăm xa chăn mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gấp ươi. Ici, exercice avec le canon 57 sans recul. Sur le terrain, les combats sont souvent rapprochés. Il faut savoir défendre une base ou une position. Yeah.